Dạ em xin kính chào tất cả cô chú và anh chị đam mê hoa lan trên toàn quốc nha. Hôm nay là phiên ngày 27 tháng 11 năm 2022 thì kênh Lan Rừng Phú Thái của em tiếp tục về lại một số loại phong lan rừng nha cả nhà nha. Thì hôm nay là cũng có khá là nhiều loại lan cả nhà, và đặc biệt hôm nay thì tiếp tục lại có hít nhung nha cả nhà nha. Hít nhung cả hàng rời và hàng nguyên bản, có một cái bản nguyên bản phải nói là hàng cực VIP như thế cả nhà. Đó. Hàng rất là đẹp luôn nha. Đó, một khúc nguyên bản. Rồi cuối tháng 8, thì hôm nay cũng về cũng khá nhiều. Rồi gấm Thượng Hải nha cả nhà. Gấm Thượng Hải thì về được hai hình. Rồi kiều, hoàng thảo bạch đỏ, cẩm báo, rồi combo rất là nhiều loại luôn nha cả nhà nha. Hồng nhạn rồi hương diên, tập hoa, nói chung là có đầy đủ nha cả nhà nha. Cũng khá là nhiều loại hàng. Thì em sẽ đi nhanh và báo giá từng loại luôn nha. Thì đầu tiên vô cái hình số 1 này. Hình số 1 thì em lên một cái phần đây, hình số 1 nha. Số 1 là 160.000, em đã bao ship rồi. Là lên một phần hạt đỉnh nâu, một cái dòng hạt đỉnh nó là hoa cực kỳ to và rất là đẹp luôn. Hình này có hai dề này. Đó thì cái dòng này cái ngầm hoa nó từ dưới gốc lên ngọn tầm cả 2 mét cả nhà. Đây này, hoa nó rất là to luôn nha cả nhà nha. Đây là hạt nằm do cái quá trình vận chuyển nó bị dập hoa hết rồi. Thì những cái hoa này thì cả nhà mình về chắc không 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 không, không thể ra được. Và khi gửi hàng em sẽ cắt ngắn nha. Em cắt ngắn bớt đi. Về cả nhà mình chủ yếu lấy cái giống để sưu tầm thôi. Cái dòng này thì hoa nó rất là to cả nhà. Và rất là sai hoa luôn. Cái hoa nó từ khi nó nở tới khi nó đậu trái nó vẫn còn hoa là cả nhà này. Đó, cái trái nó đã hình thành rồi. Nhưng mà cái hoa vẫn còn. Thì dòng này thì rất là hoa rất là đẹp rồi, hoa cực kỳ là to luôn nha. Đó, đặc biệt cái dòng này cũng rất là dễ trồng và rất là dễ hoa. Thì hình số 1 này hạt đỉnh nâu đó, cái ngầm hoa cả nhà mình có thể coi này, nó lên gần 2 mét cả nhà. Nó từ dưới là hai gốc lên trên tới cái đầu ngọn của nó là gần 2 mét. Và khi gửi hàng em sẽ cắt ngắn bớt nha, cắt ngang thân này cho cả nhà mình, em đóng hàng cho nó dễ. Chứ bây giờ có đóng hết cái thân này luôn thì thứ nhất là vận chuyển nó rất là dễ gãy. À, thứ hai về hoa cả nhà mình chơi cũng không được. Đó, nên em cả nhà mình lưu ý khi gửi hàng em cắt nha, em cắt ngắn bớt. Đây là hạt đỉnh nâu nhưng cả nhà dòng hạt đỉnh với hoa là cực đẹp luôn. Đó, hạt đỉnh nâu hai về này, giá 160.000 bao ship nha, hình số 1 nha, đây là số 1 nha cả nhà nha, 160.000 bao ship. Đó, cái ngầm hoa nó rất là dài cả nhà, hoa to và khá là đẹp luôn cả nhà, rất là đẹp luôn. Đó, nó hoa nó đậu trái đâu, hình thành trái đâu mà cái hoa vẫn còn cả nhà. Cái đây do trong quá trình vận chuyển nó bị dập thôi, chứ hoa nó vẫn còn rất là tươi nha. Đó, hình số 2 thì 170.000 này, cũng là hạt đỉnh nâu luôn nha. Đó, 1, 2, 3 dê này. Đó, cũng rất là to cả nha. Đó, 3 dê này giá 170.000 bao ship này. Đó, anh em coi cái ngầm hoa nó dài lên tới trên đó đó. Nó dài cực kỳ luôn, hoa rất là to luôn. Có một cái ngầm hoa này. Đó, một rồi hình số 2 hạt đến nâu 170.000 bao ship nha. Đó, hoa to cực kỳ luôn đó nha, một hoa hồng hạt đến với nó là rất là đẹp luôn. Rồi qua hình số 3. Số 3 em lên trúc hương diên nha. 130.000 em bao ship nha, trúc hương diên này. Cả nhà mình coi cái trúc hương diên này, coi cái lá nó xếp này. Xếp rít rập rít luôn. Đó, và thân nù mập tròn béo luôn nha cả nhà nha. Đó, và đặc biệt cái dê này rất là nhiều, toàn bộ là hàng thân tơ hết như thế này. Cái dê này quá chất lượng luôn cả nhà này. Đó, một dê trúc hương diên qua đây. Rất là đẹp luôn. Một dê này. Thêm đây một dê nữa này. Đó, cũng là hàng lá Mitsubishi, hàng lá xếp như thế này. Hai dê. Và đây một dê nữa này. Toàn bộ là trúc hương diên, những cái dê là Mitsubishi đẹp như thế này và toàn là thân tơ không. Thì ba dê hương diên đẹp như thế này. Đó, hàng đẹp lắm cả nhà. Đó, ba dê này rất là đẹp luôn. Chung một chậu thì nó quá là đẹp luôn rồi. 130.000 bao chip trúc hương diên nha. Thân lù thân béo nha cả nhà nha, béo tròn luôn, lá Mitsubishi xếp trục liệt luôn. 130.000 bao xếp hình số 2. Hình số 3 lên phần thập hoa nha. Hình số 4 nha, số 4 lên phần thập hoa 130.000 bao xếp luôn, quy một đống luôn, hàng về như thế này cả nhà. Đó, một về này, hai về này, ba về này và bốn về này. Đó, bốn về thập hoa hiện tại mầm gốc lên rồi cả nhà, mầm gốc lên rất là nhiều luôn. 4 dê thập hoa như thế này, nguyên một đống như thế này, giá 130.000 bao ship hoàng thảo thập hoa nha cả nhà nha. Hình số 5 cũng 130.000 luôn, bao ship luôn.
cũng là thập hoa luôn nha. Đó, hình này rất đẹp luôn nha. Hàng ngắn ngắn như thế này rất đẹp luôn. Một dề này, đây một dề nữa này. Đó, những cái dề này dề cả nhà ấy mầm tơ lên rất là nhiều luôn. Đó, những cái thân thân này là thân già, thân già cả nhà mình về kích cái mầm lên cho em để những cái thân già nuôi những cái mầm tơ rất là khỏe luôn. Một dề này, hai dề này. Đó, ba dề này. Đó, ba dề này, bốn dề này, năm dề này, sáu dề này, bảy dề này, à, tám, hình này tám dề luôn đó nha. Ta một đống thập hoa như thế này, giá 130.000 bao ship luôn nha. Hình số 5 nha, hoàn thảo thập hoa. Hình số 6 tìm lên hồng nhãn nha. Cái này là hồng nhãn rừng Bình Thuận nha cả nhà nha. Đó, hình này thành VIP nha cả nhà nha, 170.000 cho cái hình số 6 này, hồng nhãn nha. Toàn là những cây lá mít xếp nó là cực đẹp như thế này luôn, lựa những cây hàng chất lượng cho cả nhà nha. Đó, một cây hồng nhãn là mít xếp chỉ thiên này, một cây này, lá mít này. Đó, cả nhà mình coi cái lá này rất là đẹp luôn, lá mít xếp như hai này. Đây thì một cây này lá rất là to luôn, lá cực dày luôn cả nhà. Đó, cực dày và lá mít to luôn, hai cây là ba cây này. Đây một cây luôn, cây này một mẹ một con à. Nhà mình coi cây hồng nhãn này, cái lá này đó, cực là chất lượng luôn, lá dày kinh khủng luôn. Đó, một cây lá mít nữa này, bốn này, cây to nha, và thêm đây một cây lá mít nữa là năm này. Đó, là những cây hồng nhãn rất là đẹp luôn các nha. Năm cây lá mít như thế này 170.000, lựa những cây, chọn những cây VIP như các nhà nha. Đó, cái chất lá nó là cực đẹp luôn các nha. Đó, đây là hồng nhãn nha, năm cây này toàn bộ là hàng cây lá mít bầu như thế này hết. 170.000 bao ship. Hình số 6, số 7 là con 160.000 này, em bao ship luôn, cũng hồng nhãn như cả nhà nha. Chọn những cây VIP cả nhà mình về sưu tầm những cái cây như thế này thì rất là chất lượng luôn. Một cây này, hai cây này. Đó, những cây này hàng rất là đẹp luôn cả nha. Ba cây này, ui trời, cây mít xếp trục lịch luôn. Ba cây này, bốn cây này. Đó, và đây một cây, một mẹ, hai con, hai nhánh hai bên này cả nhà. Cây này vô cái chậu đứng rất là đẹp luôn, cây này rất là tốt chắc luôn. Đó, đẹp cực kỳ luôn. Thì năm cây này luôn giá 160, em bao ship nha. Đó, riêng năm cây hồng nhãn này thì rất là đẹp của nha. Nói về cần ký thì nó rất là nặng luôn, tại cái dòng lá mít dày như thế này cực kỳ là nặng ký luôn. Thì năm cây này hàng VIP như thế này giá 160.000 bao ship. Hình số 8 thì em lên một cái combo này để giá 130.000 bao ship nha. Hình số 8 nha, đầu tiên có một đống Vanda này, chưa biết tên luôn coi nha, không biết là Vanda gì đây. Đó, Vanda một đống luôn, rất là nhiều cây luôn. Một dề trúc hương dương, hàng nù ngắn xếp vịt luôn. Nhìn cái dề này rất là dễ thích, dễ thương coi nha. Nó hàng răng nù lùng như thế này này. Đó, một dề trúc hương dương, hàng xanh tươi như thế này. Thêm đây một dề trúc hương dương nhé, hàng nù. Đó, có lọng gì bám dính đây. Đó, hàng nù lá này, thân nù lá xếp trục luôn. Hai dề này. Đó, là hai loại thứ hai. Và đây có ba dề báo hủy này, một dề báo hủy này, thân béo tròn luôn coi nha. Hai dề báo hủy này, và đây dề báo hủy nữa, ba dề báo hủy, combo ba loại này, báo hủy, trúc hương dương và Vanda, 130.000 bao ship. Hình số 8 nha. Hình số 9 thì cũng là combo hai loại, cũng 130.000 bao ship luôn. Đầu tiên là có kim điệp sung nha cả nhà nha. Đó, kim điệp, một dề kim điệp sung này, đây một dề kim điệp sung nó là hai này. Đó, hàng này, hàng này hàng Gia Lai nha cả nhà, kim điệp ở vùng Gia Lai này. Cái thân nó tròn, nó đủ, nó xanh như thế này. Đó, anh em đi đường bóc về những bản như thế này, ba dề này, dề to đùng này, ba dề kim điệp sung này. Đó, thêm đây một dề kim điệp sung nữa này, là bốn dề kim điệp sung này. Đó, bốn dề kim điệp sung như thế này. Rồi cộng thêm đây bảy rồng này, một dề bảy rồng này, đây dề bảy rồng này là hai này, đây dề bảy rồng này là ba này, đây con dề nữa là bốn, bốn dề bảy rồng và kim điệp sung, combo hai loại này giá 130.000 bao ship luôn. Hình số 9 nha, kim điệp sung với lại bảy rồng nha. Số 10 cũng gì cả nha, cũng 130.000 bao ship luôn, cũng bảy rồng và kim điệp sung. Đây có một dề bảy rồng này. Đó, dề này rất là đẹp luôn cả nha, một dề bảy rồng, một dề, rồi đây một dề kim điệp sung này. Đó, đây thêm một dề kim điệp sung nữa này. Đó, là hai này, đây thêm một dề kim điệp sung nữa này. Đó, là ba này, đây dề kim điệp sung là bốn này. Đó, bốn dề kim điệp sung và một dề bảy rồng to đẹp như thế này, 130.000 bao ship luôn. Hình số 10 nha,
11 thì em cũng lên combo hai loại luôn. Đầu tiên là có cái hồng nhãn nha, hồng nhãn thì đây có một cây hồng nhãn này. Đó, hàng to, cây này lỗi ngọn lên còn mới nha, một cây này. Đó, ba cây này nữa, ba cây hàng nhỏ nè, hàng này về là nhầm cây giống này, ba này là bốn này, đây một cây đẹp nó năm này, hồng nhãn đây một cây nó sáu này, đây một cây nó bảy này, còn đây một cây to nó là tám này. Đó, tám cây này cộng một đống phượng vĩ nha cả nhà nha, đây cây nữa chín này, một đống phượng vĩ. Phượng vĩ thì nói chung vừa đầu có những cái hàng đẹp đó, thì em đã lựa cho cô chú mình bán lâu trước rồi, hàng này thì nói chung cũng còn rất đẹp nhưng mà đã bị ít lá thôi đó, nhưng cây này thì nó bị lỗi ngọt, cây này thì vẫn ok nha. Đó, phượng vĩ, một đống phượng vĩ như thế này nó tầm chắc có mười mấy cây, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 cây 14 15 cây nữa cả nha. Nó 14 15 cây phượng vĩ, hàng là xếp luôn rồi, một đống hồng nhạn nữa, combo hai loại này giá có 130.000 bao ship luôn nha, hình số 11 nha. Đó, 12 cũng một cái combo nữa cả nhà này, cũng 130.000 bao ship này, cũng một combo hai loại. Đầu tiên là có hạt vĩ nha, một đống một mấy dây hạt vĩ đây. Đó, một nói chung là cái hạt vĩ này về không khớm nhỏ nhỏ thì đây rất là nhiều đây, hạt vĩ này đây, một dây đại thảo này, đó là hai nha, hạt vĩ đại thảo, có dây đại thảo, và đây một đống thập hoa nữa này. Hoàng thảo thập hoa nha. Đó, hoàng thảo thập hoa, có một cây linh tử lan đây nữa cả nha, cây này cây linh tử lan này cả nha này. Đó, lan linh tử lan đó, thập hoa này, mấy giờ thập hoa nữa cả nha. Đó này, đó, một đống thập hoa như thế này, hạt vĩ thập hoa và có một dây đại thảo, combo ba lần này giá 130 bao zip luôn, hình số 12 13 lên cẩm báo này, để giá 130.000 bao ship này, gồm có 12 cây ra nha. Nói chung cẩm báo cái vùng này á, thì lá nó tròn, lá tròn và lá ngắn như thế này cả nha. Đó, cây thì nó biết không, đó, toàn bộ những cây lá ngắn như thế này, lá tròn bầu như thế này, chứ không có lá lướt dài. 12 cây, 12 cây cẩm báo nha. Đó, 12 cây cẩm báo như thế này, giá 120.000, 130.000 bao ship nha, hình số 13 nha, 130.000 bao ship cho 12 cây cẩm báo này. 14 cũng vậy cả nha, cũng 130.000 em bao ship đâu, cũng 12, toàn là những cây lá bầu vậy, lá cực dày luôn nha cả nhà nha. Dòng này thì cái vùng này thì rất là dày luôn, cảm báo rất là dày luôn. Một này, hai này, nói chung là 12 cây đó, những cây đều dày như thế này, hàng này thì nó tầm này thôi cả nha, không có hàng to đâu đó, không có hàng to đâu. Tại những cái cây này thì trong quá trình ở rừng á, những cây nó cũng có cây to nhưng mà nó bị tuột lá, thì cuối cùng nó còn lại được mấy lá trên ngọn thì nó cũng thành cây nhỏ này cả nhà, do nhưng mà cái tuổi thọ của nó cũng rất là lâu đầu đó cả nhà. Đó, tại vì ở rừng này thì nhiều tới mùa nắng nó thiếu nước cháy rừng rồi đó, nó dễ bị rụng lá chân. Cũng 130.000 bao ship cho 12 cây cẩm báo nha cả nhà nha. Rồi 15 thì em lên một phần, có một phần kiều mở ra để giá 130 luôn, em bao ship luôn nha, kiều mở ra nha, kiều vuông mở ra. Đó, con dê đẹp này, dê rất là đẹp luôn, một dê đẹp này, đây dề đẹp nữa là hai này, đó, đây một dề nữa này, đó, cái dề ít lá nhưng cái thân rất là xanh cả nha, thân vuông xanh rất đẹp luôn, ba dề này, đây dề nữa là bốn dề này, bốn dề chiều mở ra này, giá 130.000 bao ship luôn nha, hình số 15 130.000 bao ship. 16 thì em lên hoàng thảo vạch đỏ nha cả nhà nha, 130.000 cho cái phần này, đó, cái hoàng thảo vạch đỏ anh em hàng cắt tia rất là gọn luôn, hàng đẹp nha. À, cắt tỉa rất là gọn gàng luôn, về cả nhà chỉ việc trồng lên thôi. Đó, 2 dề này, 3 dề này và đang dề nó 4 dề, 4 dề này đẹp cả nhà, 130.000 nữa. Hàng ngắn tầm cỡ 30 phân. Đó, 4 dề hoàng thảo vạch đỏ như thế này, giá 130.000 bao ship, hình số 16. Và em đưa cái mặt hoa cái hoàng thảo vạch đỏ cả nhà mình xem. Thì hôm trước em cũng có trồng cây vạch đỏ, nó nở hoa nhà đẹp cực kỳ cả nhà. Đây này, đây là cây vạch đỏ. Hôm trước em trồng nó nở hoa tại nhà em luôn. Đó, đẹp cực kỳ. Năm cánh nó màu, khi mà mới nở ra thì nó màu vàng vàng nhạt nhạt, mà thời gian nó nở càng lâu cái màu lên càng đậm, và đặc biệt cái dòng này cực kỳ là lâu tàn nha cả nhà nha. Vạch đỏ lâu tàn, rất là lâu tàn luôn. Đây này, nha mình thấy coi như. Và một cái bông hoa nó, một cái thân hoa của nó như thế này, nó có thể cho hoa trong vòng 2 năm nha cả nhà nha. Đó, năm này nó cho hoa, tiếp tục sang năm nó vẫn những cái mắt nào chưa hoa nó sẽ ra hoa tiếp nha cả nhà nha. Đó, nên thành thử có những cái thân nó trụi lá hết như thế này, cả nhà mình cũng đừng cắt bỏ đi. Thứ nhất á, là mình để cho nó nuôi cái mầm gốc,
sau này cái mầm gốc lên thì nó nuôi cái mầm gốc nha. Thứ hai là vẫn để tiếp tục vẫn sang năm vẫn chơi hoa bình thường nha, không vấn đề gì. Và đặc biệt cái dòng này nó rất là sai hoa cả nha, hoa nó thể mọc từ gốc lên tới ngọn luôn đó, rất là sai hoa luôn. Ai năm ngoái em bán cái này rất là nhiều đó. Hoa nó thì nó nở một năm có thể nở hai lần nha cả nhà nha, hai lần hoa. Riêng cái hoàng thảo bạch đó là một năm có thể nở hai lần hoa luôn. Nên cái nhà mình có thể siêu tầm một, vì cái dòng này thì nó cũng rất là ít cho 130.000 bao ship hình số 16 nha, 17 thì cũng 130.000 luôn, bao ship luôn, cũng là hoàng thảo bạch đỏ luôn nha cả nhà nha. Đó, này có một về này, hai về này, đó ba về này, hình này ba về cả nhà, ba về này giá 130.000 bao ship, hàng em đã cắt tỉa rồi, rất là gọn luôn đó, chọn những cây hàng thẳng hàng đều thân cho nga mình, 130.000 bao ship, 18 cũng 130.000 bao ship luôn này, cũng là hoàng thảo bạch đỏ luôn nha, một về này, đó, hai về này, hàng đã cắt tỉa đẹp như thế này, chọn những về thân thẳng đẹp như thế này, ba về này, bốn về này, năm về, năm về hoàng thảo bạch đỏ, đó, lửa thân đều nhau và thân thẳng, về cái nhà mình vô trồng vô cái chậu nó cũng rất là dễ luôn, đó 130.000 hình số 18 em bao ship luôn nha, đó. Mình coi lại cái mặt hoa của hoàng thảo bạch đỏ này, cực kỳ là đẹp luôn nha, rất là đẹp luôn, quá đẹp luôn cả nhà nha. Rồi hình số 19 cũng 130.000 luôn, bao ship luôn, cũng là hoàng thảo bạch đỏ, một về này, đó, thân mập thân lù, hai về này, lựa những cây hàng rất là đẹp luôn, hai về này, ba về này, ba về hoàng thảo bạch đỏ này, bốn về này, đó, hình này bốn về luôn, cả nhà mình vô một chậu cũng rất là to đẹp rồi, 130.000 bao ship. Hình số 13 19 20 cũng 130.000 luôn, nói chung hoàng thảo bạch đỏ là em bán 130.000 một phần, em đã bao ship rồi, một về này, hai về này, đó. Và đây một về đẹp này, về này quá chất lượng luôn cả nhà, thân thẳng tắp luôn, ba về này giá cũng 130.000 bao ship luôn, ba về to này 130.000 bao ship, hình số 20 21 cũng 130.000 luôn, bao ship luôn, hình này cũng ba về, đó, lượng những về hàng thẳng đẹp như thế, một về này, hai về này, đó, thân cả nha, thân rất đẹp luôn, ba về này cũng 130.000 bao ship luôn, hàng nó cắt tia rất là gọn luôn, hình số 1 22 cũng 130.000 luôn, bao ship, đó, hình này một về này, đó, một về to này, và thêm một về to nữa này, hai về to này, hai về này, giá 130 luôn, em bao ship luôn nha, hình số 2 23 thì cũng 130.000 luôn, em bao ship luôn, cũng là hình số là hình ba hoàng thảo bạch đỏ luôn, này có ba về này, màu về này, hai về này, hàng rất đẹp như thế này nha, và đây về nữa ba về này, ba về tầm 30 phân và vi một đống hàng ngắn như thế này, hàng tầm 20 phân, về cái nhà mình lấy giống vi một đống luôn, một về này, hai này, ba này, bốn này, năm này, sáu này, và bảy về này, cộng ba về này, vi một đống luôn, giá 130.000 bao ship luôn, hình số 23 nha. 24 thì lên quế trắng tháng 8 nha cả nhà nha. Hôm nay giờ lô quế trắng tháng 8 thì không khá là nhiều luôn. Thì 130.000 em bao ship nha. Cho một cái đống quế trắng tháng 8 như thế này. Nhiều cây lắm cả nha, về tha hồ mà ghép luôn. Đó, quế này, hàng xanh tươi mới vừa xuống luôn. 1 này, 2 này, nhiều lắm cả nha. 3 này. Hàng bóng lộng luôn. 4 này. 5 này. 6 này. Đó, 7 này. 8 này. 9 này. 10 này, 11 này, 12 này, 13 này, 14 này, hàng rất là tươi nha cả nhà nha, 15 đây, nguyên một đống như thế này, 15 cây quế trắng tháng 8 này mà giá chỉ có 130.000 bao ship luôn nha cả nhà nha, hình số 14 nha, 24 nha. Đó thì một đống như thế này 130.000, hôm nay em lên được mấy đống cả nhà, nói chung quế thì bán đống luôn cả nhà. Đó, một đống là 130.000 bao ship luôn. Đây này, những cây quế này. Đó, à, vừa xuống núi xanh tươi mơn mởn như thế này nha. Đó, hình này thì em không biết mấy cây đây, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 cũng 15 cây, lớn nhỏ cũng 15 cây nha. Đây này, hàng mới xuống núi rất là xanh tươi như thế này nha cả nhà nha. Đóng này, quê trắng tháng 8 nha. 130.000. Bao ship hình số 25. 26 cũng gì cả nhà, 26 cũng không biết mấy cây đây. Nói chung mình cần một đống này bỏ vô đây, nó nhiều lắm đó, nhưng cây quế nó là đẹp như thế này đó. Hàng xanh tươi luôn, 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 cây, hình này 12 cây, cây lớn hơn 12 cây nha cả nhà nha. Đó. Nói chung làm con nửa ký đó. Cứ một đống nửa ký đó cả nhà. Giá 130.000 bao ship luôn, nửa ký quế nha. Em phân cây nào lớn thì lấy ít cây hơn, cây nào nhiều thì nhỏ thì nhiều cây hơn. Làm con là cái nửa ký 130.000 bao ship nguyên một đống này. Cứ một đống là từ vậy đó, có cây đẹp. Đó, cứ một đống là 130. Cứ một đống 130 thôi. Hàng nó xanh tươi như thế này, không phải hàng hiếu lỗi gì đâu cả nhà nha. Đó. Đây này, đẹp nha. Những cây xếp chi tiết đẹp này. Đó, hàng là xanh tươi như thế này. 130.000 bao ship. Hình 57. Không biết có nhiều cây, gọi là. Hình 58 nó cho em căng hết rồi. 58 cũng 130 luôn cả nhà. Đó, tại vì cái quế này anh em đi rừng lấy về. Đó, em cũng phân ký em bán luôn cho nó dễ. Đó, chứ không có lựa cây đẹp cây xấu nha. Em căng xô như thế này này. Nó không có lựa đẹp lựa xấu. Rồi. 130.000 28 này, nguyên đóng này. 29 cũng 18 luôn, cũng 130.000 luôn, em bao ship nha. Cũng là quế này. Quế 28 này, đó. Nguyên đóng luôn. Ừ. Còn là những cây như thế này. Đó, nguyên đóng luôn. Đây này, đẹp chưa? Hình này này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 7 này, 8 này, 9 này, 10 này, 11 này, 12 này, 13, 14 cây, hình này 14 cây. Đó, 14 cây, cây lớn thì ít cây, cây nhỏ thì nhiều cây. 133 ship, hình số 29. 30 thì cũng là quế trắng 28 luôn. Để giá 150 này. Em bao ship luôn nha. Con cây này cả nha. Đó, ta đùng như thế này. Đó, hàng là bóng lộng như thế này nha. Đó, một cây to như thế này. Đó, thêm lại một cây to nữa này. Đó, trời lá này. Lá nó bóng nhiều nhãn luôn. Đó, hai cây to này. Đó, thêm lại cây nữa. Hàng nó bóng mượt như thế này nha cả nhà nha. Hàng nó vừa xuống núi tối hôm qua luôn á. Là sáng nay em lên phiên luôn á. 30 giá 150 bao ship ba cây này. 31 cũng là quế tháng 8 luôn này. 150 luôn. Em bao ship luôn. Hàng này có một cây này. Cây to này. Đó, hàng xanh tươi bóng lộng như thế này. Đây cây nữa là hai này. Đó, hàng nó cũng bóng như thế này cả nhà. Hai này. Đây cây mẹ con này. Đó. Ba này. Cái này màu xanh rất là đậm luôn, rất đẹp luôn. Đây cây nữa là 4 này. Đó, cây to như thế này. 4 cây to này. Đây cây nữa 5 này. Đó, 5 cây này. Giá 150 bao ship luôn. Một đống luôn, một đống với trắng 28 luôn. Hình số 31. 32 để giá 190.000 bao ship luôn này. Công về quê tháng 8 rồi cả nhà. Về này thì ở trên rừng nó bị con sóc, con trồn cắn những cái ngọn mè nó bị lỗi giờ lên những ngọn con này. Đó, quê xếp này. Tổng cái dề này 10 ngọn cả nhà, lớn nhỏ 10 ngọn đó. Đây nè. Nguyên một dề luôn. Đó, dề này cả nhà giờ kiếm hút lũa là ghép lên cho em. Đây nè. 10 ngọn, hàng rất là xanh tươi như thế này nha. Đây nè. Đó, nguyên dề luôn. Giờ cả nhà đặt lên hút lũa để đứng lên trên này. Dề này nguyên một dề này trên này. Giá chỉ còn 190.000 bao ship luôn nha cả nhà nha. Nó rất là rẻ luôn, bố em ăn rất là rẻ luôn. 33 thì lên gấm thường hải nha. Gấm thường hải hôm nay lâu lắm mà về lại gấm thường hải cả nha. 140 bao ship này, hình số 33 này. Đó, có một cây gấm này, hai cây gấm này, ba cây gấm này. Đó, những cây nhỏ đẹp đó nha, xếp này 3-4 này, 5 này, 5 cây này, cây này về này hai ngọn này. Đây cây to là 6 này, đây cây nó 7 này, đây cây to là 8 này, đây cây nó 9 này, đây cây nó 10 này. Và đây một dề bằng 12 con á, cây to đùng luôn 11 này, đó, nguyên đống này, giá 140 bao ship nha. Gấm thường hải nha. Rất là nhiều luôn đó nha. Một đống như thế này là về thao còn trồng nha. 140.000 bao ship hình số 33. 34 thì lên cũng là gấm thường hải luôn. 150 bao ship nha. Đó, 150 bao ship, đầu tiên có một cây to này. Đó. Một cây này. Đây cây nữa là 2 này. Đây cây nữa là 3 này. À, đây một cái nhỏ là 4 này, xếp trục địch luôn. Đây cây nó là 5 này. Đây cây xếp nó là 6 này, đẹp chưa? Và đây cây to xếp đẹp lên 7 này. À, cây to 7 này. Đây cây to một mẹo con là 8 này. À, 8 cây này giá 150 nha. Gấm thường hải nha, dòng này giờ cũng rất là đắt cả nha. Nhập vô cũng rất là cao đó. 150 bao ship hình số 34 nha, gấm thường hải nha, 34 150 bao ship. Rồi bắt đầu qua hình số 35.
là em lên huyết nhung nha cả nhà nha. Huyết nhung hiện tại giờ rất là hot luôn cả nhà. À, giá trị rất là cao luôn. Đó, nhập cho cái này cực kỳ là cao luôn. Và đây hình số 35 hàng thanh lý nha, lỗi ngọn nha cả nhà nha. Có một số ngọn lỗi ngọn, một số lỗi ngọn lên lại mới 130.000 bao ship hình số 35 huyết nhung. Và đây là cái mặt kho của huyết nhung cả nhà. Em sẽ đưa cái mặt kho cả nhà mình xem. Nhiều người chuyên chị mình chưa biết. Dòng này thì ho nó phân nhánh và một cái ngầm ho của nó, một cái cuốn ho cái mầm ho của nó là phân rất là nhiều nhánh, mà một nhánh nó là rất là nhiều bông ho như thế này và nở một màu rực rỡ luôn cả nhà. Chỉ cần một chậu huyết nhung tầm vài cây thôi, nó sẽ cho những cái vòi ho cả nhà mình nhìn mê ly luôn cả nhà, rất là khủng khiếp luôn. Đi cái độ ho của cái huyết nhung này thì mình nhìn vô rất là khủng khiếp luôn cả nhà. Đó cả nhà mình coi này, nó đẹp như thế này mà cực kỳ là đẹp luôn nha. Đó, một cái giò huyết nhung chỉ còn vài cây mà nó ra một chùm hoa như thế này cả nhà, đẹp cực kỳ luôn nha. Và hiện tại dòng này rất là ít luôn, rất là hiếm luôn. 130.000 cho phần lõi thanh lý này, một cây này đó, lõi ngọn này cả nhà, hàng là xếp không nha, huyết nhung này hai cây này, ba cây này, bốn cây này lõi là nguồn mới này, năm cây này, sáu cây này ăn lỗi là mỗi này, 7 cây này. Đó, cái hình này thì cái nhà mình lìa lấy giống nha, 8 cây này và 9 cây này. Trời, cây này nó đẹp cực kỳ mà rất tiếc nó bị lỗi ngọn này. 9 cây này, 10 cây này lỗi ngọn lên ngọn mới này, 11 cây này. Đó, và đây con nhỏ là 12, giá 130.000 bao ship ra cái đóng thanh lý này, lỗi ngọn 35, 130.000 bao ship mà coi ho này. Trời, nó đẹp kinh khủng luôn. Nó đỏ rực rỡ luôn. Hình số 36 thì giá 150 này, em bao ship luôn này. Hàng này hàng cái nhỏ nha cả nhà nha. Về cả nhà mình lấy giống 1 này, 2 này. Hôm nay huyết nhung về cây này lá xếp rất đẹp luôn. Lô này lá xếp 3 này, những cây này đẹp chưa, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này. Cây này thực chất nó cũng rất là lâu năm cả nhà, do nó bị ở rừng nó tuột lá chưa, nhìn còn mấy lá thì như bé thôi. Mấy rồi, 7 đây, 8 này. Đó, toàn những cây xếp trục địch không, 9 này, 10 này, 11 này. Đó, những cây rất là tốt chắc như thế này, 12 này, 12 cây này giá 150 bao ship. Hình số 36 cây nhỏ nha, 37 giá 150 bao ship luôn này. Một cây này. Đó, đẹp chưa, hai cây này nhìn rất là đẹp luôn, ba cây này xếp phục vịt luôn, bốn cây này, năm cây này và sáu cây. Cây này lá cây nha, chắc lá cây. Sáu cây 150 bao ship nha. Hình số 37 sáu cây 150 bao ship, toàn hàng lá xếp rất là đẹp như thế này cây nha. 38 giá cũng 150 bao ship luôn. Hình này cũng sáu cây, một cây này, hai cây này, những cây xếp cực kỳ là đẹp luôn. 3 này, 4 này, xếp 5 này và 6 cây. 6 cây như thế này giá 150 bao ship nha. Hình số 38 nha, tuyết nhung nha. 39 là cũng 150 luôn, bao ship luôn. 1 này, 2 này, cây đẹp quá nha. 3 này, ôi trời, những cây này quá đẹp luôn. 4 này và 5 cây. 5 cây này giá 150 bao ship luôn. Hình số 39 40 cũng 150 luôn, em bao ship luôn nha. Không là hiển dung luôn này. Ủa trời, những cây này rất là đẹp coi nha, nó xếp đẹp lắm. 1 này. Đó, đây cây này là 2 này, cây này nhỏ nhưng mà rất là tốt chắc luôn này. 2 này, 3 này. Đó, lá này, lá dày cẩm bóng luôn. 4 này, những cây rất là đẹp luôn. Và 5 này. Đó, 5 cây. 5 cây này giá cũng 150 luôn nha. Đó, hàng giờ rất là hiếm cả nha, giá trị cũng rất là cao luôn. 150 bao ship hình số 40. 41 thì giá 160 này. Em bao ship luôn nha, có 3 cây cả nha, 3 cây to này. Đầu tiên có một cây này. À, một cây to này. Đây một cây này. Cây này dài luôn. Cây này dài 40 phân, hơn 40 phân luôn. Thì gốc cái ngọn và đây một cây nữa này. 3 cây này. 160.000 bao ship hình 41. 42 cũng 160 luôn. Em bao ship luôn nha, cũng 3 cây cả nha. Một cây này. Đó, cây dài này. Đây một cây này.
cây xếp được bịt luôn, hai cây này và đây cây này là ba cây này, ba cây dài như thế này, giá cũng tầm sao luôn, em bao ship luôn. Đó, hình số 42 rồi 43 thì em lên nguyên bản này để trang tầm rưỡi bao ship này. Đầu tiên có một khúc nguyên bản hiên nhung, một cái cây nó cực kỳ là tốt chắc luôn rồi nha, rất là đẹp luôn, một cây nhỏ bé thôi nhưng mà nhìn này nó đẹp cực kỳ luôn, hàng có tương lai, hàng có tốt chắc cả nha. Đó, giờ chăm những cây này lên rất là vip luôn, một khúc nguyên bản này hiên nhung này, và đây một khúc nguyên bản tiểu hồng đỏ này, gọi là dáng thu nha, một khúc dáng thu này. Bên đây có một cây giống cây bọ cạp mà không biết phải cây bọ cạp không nha, hay là một cây lăng nhện gì đó. Nói như khúc này là có hai cây, một cây dáng thu cực đẹp luôn và một cây bên đây. Đó, là hai cây, cây này không biết là cây bọ cạp hay là cây lăng nhện, mà khả năng cây lăng nhện nha. Là khúc này hai cây này. À, một cây giá thu rất đẹp luôn nha, xếp cái thiên cực kỳ đẹp luôn. Rồi hai khúc này giá 150 nha, riêng khúc hiên nhung này rất là tốt chắc luôn cả nhà này. Cây này quá là đẹp luôn. Đó, cây đây là giá thu này và đây là cây gì chưa biết, hai khúc này giá 150 nha. Em bao ship luôn nha, hình số 43. 44 thì giá cũng 150 là bao ship luôn. Đầu tiên có một khúc quế trắng tháng 8 này. Đó, một khúc quế tháng 8 này. Đây thêm một khúc quế tháng 8 này, hàng lá xếp này, cực kỳ là đẹp luôn. Hàng quế nguyên bản của nó là cực chất lượng như thế này nha cả nhà nha. Là cuối tháng 8 này, xếp trục duyệt luôn nha. Khúc thứ hai này, hai khúc cuối tháng 8 nha. Và đây, một khúc báo hỷ này. Khúc này quá đẹp luôn nha. Thế nó mọc quá đẹp luôn, hai về báo hỷ hai bên. Bên đây một về này. Bên đây một về này, về cả nhà mình cứ treo lên đem. Lại mới móc hay là cái tay cầm này, cả nhà mình treo lên. Đây một khúc này. Nguyên bản báo hỷ nha. Đó, báo hỷ, đây ba khúc này, giá cũng 150 luôn nha. Hai khúc quế và một khúc báo hỷ, giá 150 em bao ship luôn. Hình số 45 là 44 cho cả nhà. Rồi qua 45. Qua 45 thì lên một cái khúc nguyên bản của cái thằng Hiết Nhung cực vip như thế này. Đó, một cái ngọc hò cả nhà, các thầy coi này. Nó phân nhánh cả nhà, tua tủ nhánh như thế này. Đó, một cái ngọc hò của phường của Hiết Nhung thì nó phân tua tủ nhánh như thế này cả nhà. Nữ một cái ngọc hò thì ra hoa rất là sai hoa luôn, nhìn rất là rực rỡ luôn. Đây này. Đó, nhìn cái nhánh nó phân tủ tủ như thế này. Đó, và cái khúc nguyên bản này hai cây hàng cực kỳ đẳng cấp luôn nha cả nhà nha. Đây này, một cây to này, hai cây to này. Đó, hàng cả nhà coi cái chắc lá và cái độ xếp của cái lá này. Đó, hai cây to, một khúc nguyên bản chắc lụa như thế này. Đó, nguyên bản rất là dài luôn, đẹp nha cả nhà. Và đặc biệt có một cái về linh tử la. Hiện tại cái dòng linh tử la này cũng khá là ít hàng cả nhà. Đó, họ bán thì cũng khá là đắt đó, mỗi cây như thế này tầm 20.000 đó cả nhà, bé như thế này thôi mà đã 20.000 một cây rồi. Đó, đây là linh tử lan nha cả nhà nha. Đó, hiện tại năm cây linh tử lan này được một cái về được bám nguyên bản như thế này này, 4 5 5 5 5 5 cây trong này, và đặc biệt nó đang có cái nụ nữa cả nhà. Đó, cái nụ linh tử lan đó, nó đang có nụ như thế này. Đó, thì về cả nhà mình chơi cái dòng này cũng khá là ít luôn, hiện tại thì khá là ít hàng luôn. Đó, linh tử lan nha, nguyên bản cộng hiết nhung nguyên bản, khúc nguyên bản chất lượng hiết nhung như thế này, khúc hiết nhung như thế này. Về cả nhà mình những cái chỗ này, cả nhà mình về phun kích kia cho em, sau này lên những cái con theo của thân này. Đó, này ra cái giò hiết nhung này bảo đảm cho cả nhà rất đẹp luôn cả nhà. Đó, những cái thân này, đó, hàng thì nguyên bản cực kỳ là chắc lụa như thế này nha. Nhưng cái này về thì cả nhà mình treo lên là cái tứ nước. Đó, cây này sẽ phát triển rất là lực luôn, tại vì nó nguyên bản chắc như thế này rồi. Ở những cái chỗ trống như thế này cả nhà mình phun kích kia cho em, chọn lên những cái mầm tơ như thế này, sau này nó đẹp cái giò như mì. Đó, hai cây những dùng quá chất lượng đó nha, hàng là xếp rít như thế này, có linh tử lan này nữa nha, cũng nguyên bản. Đây là một dòng này rất là giá trị cả nha. Rồi 450 cho khúc nguyên bản này bao ship nha, linh tử lan này và hai cây hiến nhung rất là cực vip như thế này, và linh tử lan hiện tại đang có nụ nữa cả nhà này. Đó, giờ cả nhà ngắm hoa linh tử lan luôn nha. Đó, hai cây hiến nhung treo thế thác đổ như thế này nữa, thì cái ngắm hoa cả nhà mình coi ngắm hoa cũ nó nhiều đầu nữa này, hai ba người hoa để tua tua cái nhánh hoa như thế này. Rồi 450.000 bao ship cho hình số 44 này, khúc hiến nhung tốt chất cực vip như thế này. Rồi, hôm nay lên được bao nhiêu hình đó cả nhà, siêu tâm được hình nào alo cho em nha, số điện thoại có để lên tiêu đề cả nhà. Em cảm ơn tất cả mọi người đã xem clip của em chào tất cả mọi người nha.